Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Tissot đã được ship.vn mua tặng một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ UPS. Đầu tiên UPS họ nhận kiện hàng này, sau đó họ chuyển sang cho đơn vị vận chuyển USPS. Phía trên đây chính là số tracking của UPS và phía dưới đây chính là số tracking của USPS. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về mẫu mắt. Xin lỗi các bạn, mẫu đồng hồ ngày hôm nay. Bên trong các bạn thấy là họ đóng gói tương đối là đơn giản các bạn ha. Mình sẽ lấy ra đây chiếc bóc chính cái xô. Phía dưới chúng ta sẽ có một cái lớp giấy đệm dầu. Bên trong sẽ không còn gì khác ha. Chiếc bóc mới này thì được Tissot họ áp dụng vào cái dịp Noel vừa rồi. Chúng ta thấy đây là cái dạng hộp gift nha các bạn, hộp quà các bạn, cho nên là thiết kế khá là đẹp này và khá là bắt mắt luôn. Bên ngoài chúng ta vẫn sẽ có một cái bìa giấy với tên thương hiệu rất là nổi bật cùng với năm ra đời. Và bên trong chúng ta sẽ có cái bóc chính với cái tông màu đen các bạn. Rồi, sẽ mở cái bìa giấy ra. Đây chính là dòng chính của chúng ta, một chiếc bóc màu đen với tên thương hiệu rất là nổi bật. Và để đảm bảo cho sản phẩm của chúng ta sẽ luôn hoàn hảo khi đến tay khách hàng thì mình sẽ đeo vào tay và tránh trường hợp là mồ hôi tay bám lên trên bề mặt sản phẩm gây mất thẩm mỹ nha. Bây giờ mình sẽ mở hộp đây. Bên trong các bạn thấy là sản phẩm được bảo quản khá là kỹ lưỡng, cùng với đó là một chiếc gối và được cố định ngay phần trung tâm của hộp, rất là đẹp. Mình sẽ mở ra nha. Phía dưới chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn đi kèm của Tissot, khá là gọn gàng, tương đối dài và rất là nhiều ngôn ngữ bên trong. Chính chúng ta cũng có chiếc gối cũng khá là lớn nha các bạn. Mình sẽ bỏ vào hộp lại nha. Đây, nhân vật chính của chúng ta mới 100% nguyên siêu. Siêu đáy nè các bạn, siêu mặt ha, và siêu khóa của chúng ta. Tất cả các chi tiết còn mới 100%. Mẫu Tissot ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Tissot Hurtigay Banana Centenary Edition. Tên khá là dài các bạn ha, và mã sản phẩm này chúng ta sẽ có đầy đủ là T117.509.16.052.00. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn hãy dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nha. Và trên tab thì chúng ta cũng có một số thông tin về sản phẩm như là số series. Đây giống một cái mã định danh của mỗi chiếc đồng hồ Tissot vậy. Và mỗi sản phẩm của Tissot đều có những cái số series khác nhau, sẽ không mẫu nào giống mẫu nào nha. Phía trên đây chúng ta sẽ có những cái thông tin về vật liệu hoàn thiện là thép không gỉ là các bạn, 316L là thép chuyên dụng để sản xuất đồng hồ. Và phía kế bên đó chính là khả năng kháng nước là 30m các bạn, 33 tức là 30m. Và đây queen tức là quạt đang sử dụng cổ máy pin. Và sau cùng là chữ M tức là mineral, kính khoáng nha các bạn. Đáng tiếc là mẫu này chúng ta sẽ có một cái mặt kính cong như thế này, cho nên là chúng ta sẽ có kính khoáng mà thôi, không được trang bị kính sapphire. Để chế tác sapphire ở một cái hình dạng cong như thế này nó khá là phức tạp, cho nên là chúng ta sẽ thấy là Tissot họ không lựa chọn cái cách này mà sử dụng kính khoáng các bạn ha. Rồi. Phía sau tác thì chúng ta vẫn sẽ có tên thương hiệu Tissot cùng với năm ra đời 1853, là những thông tin chúng ta có trên chiếc tác này. Còn bây giờ mình xin phép mình mở lớp siêu mặt ra nha, cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về mặt số đồng hồ. Đây, cái phần siêu này họ dán nó khá là dính với nhau, cho nên là tương đối khó mở nha các bạn. Sẽ cố gắng mở ra. Chúng ta rất là đẹp các bạn, mới 100%. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ về đường kính trên mẫu này sẽ là 49 × 27. 49 là chúng ta sẽ đang nói về chiều dài nha, và chiều rộng là 27 nè các bạn. Độ dày cho mẫu này sẽ là 7mm mà thôi, tương đối mỏng dành cho nam. Và với cái độ cong này mình cảm là các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta lên tay thì sẽ cho cái độ ôm tay rất là đẹp luôn, nó thể hiện rất là rõ trên cái phần thiết kế khung vỏ bên ngoài của sản phẩm. Mặt kính chúng ta sẽ thấy là mặt kính cong, tạo nên cái độ nổi khối hơn dành cho mặt số của chúng ta. Bên trong mặt số chúng ta sẽ có cái tông màu đen huyền bí và sang trọng. Và phía trên để bảo vệ cái phần mặt số chúng ta sẽ có lớp kính khoáng cong.
kính khoáng để cho khả năng chống va đập tốt, hạn chế được trầy xước và dễ dàng đánh bóng lại khi trầy nhẹ nha các bạn. Tuy nhiên thì mình cũng nói với các bạn là chúng ta không nên lạm dụng cái việc đánh bóng trên kính khoáng, vì bản chất của việc đánh bóng là chúng ta đã là mài mòn đi cái phần kính bên trên. Cho nên là nếu những cái vết trầy mà nó hơi nặng một chút xíu hay nó sâu một chút xíu, các bạn không nên là lạm dụng việc đánh bóng nha. Nó sẽ tạo nên những cái vết lõm ở trên phần mặt kính rất là mất thẩm mỹ luôn. Mình gặp trường hợp này rồi, cho nên là muốn nhắc nhở các bạn cái điều này. Về phần bên trong các bạn thấy là màu sắc tông màu đen luôn, là cái tông màu rất là được yêu thích không chỉ trong ngành chế tác đồng hồ mà còn trong rất là nhiều cái thiết kế của các sản phẩm khác. Tông màu đen được sử dụng rất là nhiều. Đây là một cái tông màu khá là an toàn, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau cũng như là sử dụng được trong mọi dịp mà vẫn giữ được cái nét sang trọng cho mỗi đồng hồ của chúng ta. Đồng thời tông màu đen trong quan niệm hiện đại còn được đại diện cho sự giàu sang và quyền lực nha các bạn. Đó chính là những cái lý do mà màu đen được sử dụng rất là nhiều. Về phần cọc số, chúng ta sẽ có những cọc số được đánh số Arabic rất là nổi bật luôn. Và đây là những cái cọc số các bạn thấy là họ đánh với những cái kích thước khác nhau, tạo nên cái điểm nhấn cực kỳ bắt mắt khi chúng ta nhìn vào cái phần mặt số của mẫu đồng hồ. Tên thương hiệu vẫn được đặt ở góc 12 giờ, đây là góc đẹp nhất của mẫu đồng hồ. Và bộ kim chúng ta sẽ tối giản, chỉ còn hai kim chức năng chính là kim giờ và kim phút, được thiết kế khá là thanh mảnh. Đây, chúng ta sẽ có những cái bộ kim tương đối đặc biệt nha các bạn có thể thấy ha. Kim giờ và kim phút của chúng ta sẽ ngắn và nó gói gọn trong một cái vòng đồng hồ nhỏ phía trong, hình oval như thế này, như các bạn có thể thấy. Rất là đặc biệt luôn. Phía dưới góc 6 giờ chúng ta vẫn sẽ có dòng chữ Swissmatch khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu Tissot. Để gắn được dòng chữ này, các bạn cần phải đảm bảo chiếc đồng hồ chúng ta có trên 60% chi phí sản xuất, lắp ráp cũng như là kiểm định ngay tại thụy sĩ nhé. Điều đó cho thấy cái độ tin cậy đến từ thương hiệu Tissot là rất là lớn. Về phần khung vỏ, các bạn thấy chúng ta sẽ được hoàn thiện từ thép không gỉ 316L, một loại thép chuyên dùng để sản xuất đồng hồ. Và nó có tính năng là chống ăn mòn tổng thể tốt hơn trong môi trường nước biển, ngoài là cái chất độc tính axit như là mồ hôi. Ở bên trong khung vỏ này chúng ta sẽ được trang bị cổ máy pin ITA 901.001 cho độ chính xác cao. Máy pin luôn đánh giá cao về độ chính xác nha các bạn, vì nó hoạt động liên tục cho đến khi nó hết năng lượng mà thôi, không cần phải tinh chỉnh thời gian thường xuyên như các mẫu đồng hồ cơ khí. Chính vì thế mà máy pin luôn cho chúng ta một cái độ chính xác nhất định và được đánh giá rất là cao. Về phần nấm vặn chính, các bạn thấy là họ thiết kế tương đối là hài hòa trên cái sàn mặt chữ nhật như thế này, một cái khung vỏ mỏng nè, các bạn thấy nha, độ dày chỉ 7mm mà thôi, rất là mỏng. Cùng với đó là một thiết kế dạng chữ nhật và chúng ta sẽ có chiếc nấm vặn khá là tinh tế, sẽ được thiết kế nhỏ hơn một chút xíu để có thể hài hòa trên tổng thể. Trên mặt nấm vặn chính thì chúng ta vẫn sẽ có logo chữ T, nhưng mà lần này thì các bạn thấy đó, logo chúng ta sẽ có một chút khác biệt so với những cái logo chữ T truyền thống ha. Nhưng mà nó vẫn tăng cái độ nhận diện thương hiệu dành cho mỗi đồng hồ chúng ta rất là nhiều. Về phần khung vỏ, chúng ta có thể thấy là Tissot họ đã chế tác đánh bóng trên toàn bộ phần khung vỏ của sản phẩm ngày hôm nay, mang lại cái nét sang trọng, thanh lịch cũng như cái nét bóng bẩy hơn dành cho mỗi đồng hồ chúng ta, và các hiệu ứng bắt sáng rất là đẹp, chúng ta di chuyển cổ tay thu hút được rất là nhiều ánh nhìn xung quanh. Và điểm nhấn tiếp theo trên mẫu sản phẩm này đó chính là phần dây đeo. Dây đeo chúng ta sẽ được trang bị một dây đeo da trẻ trung, thanh lịch. Các mẫu dây da thì thường khá là nhẹ nhàng, dai chắc. Nó cũng tạo nên độ ấm cũng như là cái cảm giác ôm tay cho người đeo. Bên cạnh đó thì dây da thường bị ảnh hưởng do thời tiết cũng như là mồ hôi của người đeo, làm mất đi cái vẻ bóng bẩy ban đầu. Cho nên là việc vệ sinh cũng như giữ gìn dây đeo da cần tỉ mỉ hơn rất là nhiều so với dây đeo vật liệu khác ha, như dây đeo kim loại hay dây đeo cao su, thì nó sẽ có cái độ bền bỉ nó tốt hơn. Về phần dây đeo, các bạn thấy là chúng ta sẽ có một phần dây bọc và được dập vật rất là đẹp như thế này. Thấy ha. Tông màu chủ đạo cho mẫu sản phẩm này sẽ tông màu đen, và đi cùng với đó chúng ta sẽ có một dây da đen. Khóa được sử dụng cho mẫu này sẽ là khóa bướm truyền thống của Tissot. Chúng ta sẽ có hai cái nút bấm ha, rất là đáng tiếc. Hiện nay thì một số mẫu đã được trang bị nút bấm rồi, rất là tiện lợi, chúng ta bấm thì nó sẽ bật ra. Còn đây là vẫn là một chiếc khóa truyền thống thôi, chúng ta sẽ mở ra như thế này, tay ha. Trên mặt khóa chúng ta vẫn sẽ có tên thương hiệu Tissot với phong chữ cũ theo truyền thống cổ điển. Phía sau dây đeo chúng ta sẽ có tên thương hiệu Tissot nè, mã dây và cả thông số về dây đeo. Các bạn thấy là size 20-18, độ dài là 115mm. Thì mình rất là thích cái điểm này của Tissot, họ cung cấp rất là chi tiết về sản phẩm của mình, kể cả phần dây đeo. Ta có thể dễ dàng mua dây đeo thay thế khi chúng ta đã có đầy đủ những thông tin như thế này, thì người bán sẽ họ sẽ rất là dễ dàng xác định được dây đeo nào phù hợp với chiếc đồng hồ của mình. Về phía thiết kế mặt đáy, chúng ta sẽ có một thiết kế đáy kín rất là quen thuộc trên các mẫu sử dụng pin như thế này, và
tên thương hiệu vẫn được đặt rất là đẹp ở góc trên cùng của phần mặt đáy. Phía dưới chúng ta sẽ có những cái thông tin như là vật liệu thép không gỉ nè, khả năng kháng nước là 33 tức là 30m, đủ để các bạn có thể yên tâm đi mưa nhỏ hoặc là rửa tay. Rồi sau cùng đó chính là cái dãy số 9 ký tự này, đó chính là số series của sản phẩm nha các bạn. Và nói về cái khả năng kháng nước thì đây cũng là một trong những cái lỗi thường gặp nhất trên các mẫu đồng hồ, mà chủ yếu là do lỗi người dùng khá là nhiều nha các bạn. Đầu tiên là về việc vào nước của đồng hồ thì mình nói luôn, trong cái trường hợp mà đồng hồ đã tiếp xúc với nước, các bạn tuyệt đối không sử dụng núm vặn này. Đó là thao tác cấm khi mà chúng ta để cho đồng hồ tiếp xúc với nước nha. Cái thứ hai là khi mà các bạn rửa tay, tuyệt đối không rửa tay dưới cái vòi nước trực tiếp và để nó xối thẳng vào trong cái phần núm vặn chính này. Áp suất nước lúc đó sẽ rất là lớn, lớn hơn miếng ron cao su bảo vệ bên trong, và nước vẫn có thể bị đẩy vào bên trong đồng hồ của chúng ta. Cái chi phí bảo dưỡng bảo trì ở trường hợp vào nước nó khá là cao, cho nên mình lưu ý cho các bạn rất là kỹ vấn đề này ở các video để chúng ta có thể bảo quản tốt nhất cái sản phẩm của mình, cũng như là tiết kiệm được cái phần chi phí dành cho bản thân mình. Nhắc rất là kỹ phần này nha. Và qua các góc quay các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn máu hay trầy xước phía trên phần khung vỏ, mặt kính cũng như là dây đeo, tất cả các chi tiết còn rất là hoàn mỹ luôn. Và tổng kết lại, các bạn, sản phẩm này mang đến cho khách hàng không đơn thuần chỉ là một chiếc đồng hồ đeo tay, mà chúng còn là kết tinh của một quá trình phát triển lâu đời của Tissot, sử dụng rất là nhiều nguyên vật liệu cao cấp. Các phiên bản của đồng hồ Tissot thì đều đạt chứng nhận Swissmade đáng tin cậy. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu đồng hồ ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của exship.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các sản phẩm của Tissot nói chung, cũng như là mẫu Tissot Heritage ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại exship.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã đồng hồ với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ rất nhiều thương hiệu. Đến exship.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại exship.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.